Chào mừng các bạn đã quay trở lại với FPT Shop Channel. Chỉ còn một khoảng thời gian rất ngắn nữa là Samsung Galaxy Note 8, chiếc điện thoại được mong chờ nhất của Samsung sẽ chính thức được ra mắt. Dòng Galaxy Note đã được biết đến với thiết kế mạnh mẽ, màn hình lớn cùng một bút S Pen tiện dụng. Và trong thời gian chờ đợi Galaxy Note 8, chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua những chiếc smartphone đã làm nên danh tiếng của dòng Samsung Galaxy Note series. Cuối năm 2011 thì Samsung công bố chiếc Galaxy Note đầu tiên, chiếc phablet với màn hình 5.3 inch lớn đột biến giữa một thế giới điện thoại màn hình thông thường, và máy được trang bị một camera trước với 2 megapixel, camera sau 8 megapixel, có thể quay phim Full HD, màn hình AMOLED mới cho chất lượng hiển thị hình ảnh sắc nét và nịnh mắt hơn. Ngoài màn hình lớn thì Samsung Galaxy Note còn có bút stylus đi kèm cho thao tác dễ dàng hơn và có thể ghi chú ngay trên màn hình cảm ứng rất tiện dụng. Lúc bấy giờ thì có rất nhiều ý kiến trái chiều về một chiếc smartphone có màn hình lớn, nhưng doanh số bán ra của Galaxy Note với 10 triệu chiếc trong một khoảng thời gian ngắn cũng đã khiến người ta phải nhìn nhận lại vấn đề này. Sự đón nhận Galaxy Note đã là động lực để Samsung thừa thắng xông lên khi mà vào cuối tháng 8 năm 2012, chiếc Galaxy Note 2 đã chính thức ra mắt với màn hình lớn hơn 5.5 inch, chip 4 nhân Exynos 4412, nền Cortex A9 xung nhịp 1.6GHz, với dung lượng RAM khủng nhất bấy giờ là 2GB, máy còn được trang bị thêm một số tính năng thông minh như là S-Voice, Smart Stay hay là S-Beam, Motion hay là Perfect Play cho S Pen. Và Note 2 cũng là một chiếc smartphone có dung lượng pin khủng nhất lúc bấy giờ, 3100mAh. Sự thành công của Galaxy Note 2 được ghi nhận bởi lượng đơn đặt hàng chỉ trong 37 ngày đầu tiên lên đến con số là 3 triệu máy. Tháng 9 năm 2013, chiếc Samsung Galaxy Note 3 đã chính thức được ra mắt với thiết kế cao cấp hơn, nhẹ nhàng và sang trọng hơn các dòng sản phẩm trước. Chính xác là Galaxy Note 3 đã thay đổi hoàn toàn về thiết kế khi sở hữu các góc cạnh có phần vuông vức hơn. Phần mặt lưng thì được làm giả da để làm tôn lên vẻ sang trọng và đẳng cấp của sản phẩm. Về cấu hình thì máy thật sự là mạnh mẽ với RAM 3GB, màn hình lớn hơn 5.7 inch Full HD Super AMOLED, sử dụng vi xử lý Snapdragon 800 hoặc là Exynos 5420, camera trước 2 megapixel và camera sau là 13 megapixel. 10 triệu máy bán ra trên phạm vi toàn cầu đã cho thấy được sức hút của Galaxy Note 3 khi ấy mạnh mẽ như thế nào. Tháng 9 năm 2014 tại IFA, Samsung đã công bố chiếc Samsung Galaxy Note 4 sở hữu thiết kế chắc chắn hơn với viền kim loại, mang lại cảm giác hoàn toàn khác so với các sản phẩm trước đây, tiếp tục lấy thiết kế mặt lưng của Galaxy Note 3 là giả da để mang lại sự sang trọng hơn. Samsung Galaxy Note 4 được trang bị màn hình là 5.7 inch với độ phân giải 2K cho trải nghiệm chất lượng cao và sống động hơn. Máy sử dụng vi xử lý lỗi tứ Snapdragon 805 hoặc là Exynos 5433, RAM 4GB đi cùng là viên pin 3220mAh. Máy sở hữu camera chính 16MP tự động lấy nét, hỗ trợ chống rung quang học, quay video 4K, camera trước là 3.7MP. Ngoài ra thì chiếc Samsung Galaxy Note S là một biến thể khác của Note 4 với màn hình cong lạ mắt, cũng đã tạo nên sự độc đáo và là tiền đề cho các smartphone màn hình cong sau này của Samsung. Samsung Galaxy Note 5 có lẽ là chiếc Galaxy Note thành công nhất của Samsung cho đến thời điểm hiện tại, là sản phẩm kế nhiệm của Note 4 được giới thiệu vào tháng 8 năm 2015. Có thể nói là Galaxy Note 5 đã thừa hưởng được những gì mạnh nhất, tốt nhất từ bộ đôi Galaxy S6. Cụ thể thì máy sở hữu một màn hình là Super AMOLED Quad HD 5.7 inch, mặt lưng với thiết kế tương tự như chiếc Galaxy S6 với mặt kính cường lực Gorilla Glass 4 bo cong ở hai mép cạnh. Máy sử dụng vi xử lý 8 nhân Exynos 742 20, 4GB RAM và viên pin là 3000mAh. Bút S Pen này đã tốt hơn rất nhiều từ độ nhạy, các tính năng và cả việc lấy bút chỉ cần ấn vào mà không cần phải kéo ra nữa. Và còn thêm một tính năng thú vị nữa là có thể viết ngay trên màn hình touch. Máy sở hữu một camera chính là 16MP, khẩu độ là f1.9, chống rung quang học và camera trước là 5MP với khẩu độ là f1.9. Năm 2016, Samsung trình làng chiếc Galaxy Note 7 với thiết kế hoàn toàn thay đổi. Có thể nói Note 7 đã đạt đến đỉnh cao của thiết kế smartphone với vẻ nam tính cùng màn hình cong tràn hai cạnh. Đi kèm là một hệ thống bảo mật móng mắt vô cùng độc đáo. Bút S Pen đã được cải tiến thêm rất nhiều tính năng như là dịch thuật hay là tạo ảnh kiếp. Có thể nói Galaxy Note 7 đã thực sự trở thành ông hoàng trong thế giới smartphone nếu như không xảy ra một sự cố vô cùng đáng tiếc khiến cho Galaxy Note 7 phải bị chính Samsung khai tử. Đây là một điều mà không bất kỳ ai mong muốn cả. Cái bóng của Galaxy Note 7 quá lớn khiến cho sự kỳ vọng vào dòng Galaxy Note tiếp theo ngày càng cao hơn. Và chỉ không bao lâu nữa thì Samsung Galaxy Note 8 sẽ chính thức được ra mắt. Với sự thành công từ Galaxy S8 và S8 Plus thì chắc chắn rằng chiếc Galaxy Note 8 tới đây sẽ thực sự rất tuyệt vời. Và các bạn mong chờ điều gì ở sản phẩm kế tiếp này của Samsung Galaxy Note? Tất cả sẽ có vào ngày 23 tháng 8, chúng ta cùng chờ đợi tại sự kiện của Samsung nhé. Và FPT Shop thì có livestream sự kiện ra mắt Galaxy Note 8, các bạn hãy cùng đón xem trên fanpage cũng như là trang web của FPT Shop nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại trong những clip lần sau.